Alo, thân chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay mình có một cái bản LED thế này nè quý vị và các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đó là lấy từng cái con LED này ra đặng mà mình thay thế với bóng đèn khác. Thì cái quá trình lấy các cái đèn LED này thì bằng một cái mỏ khò của mình. Đây là cái mỏ khò của mình nè. Đó, thì mình sẽ lấy bằng cái này ha. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái quá trình làm của mình cho quý vị cùng các bạn theo dõi ha. Mình sẽ lấy hết cái con LED này ra. Đó, thì mình sẽ là gắn cái bảng LED này lên trên cái này trước ha. Gắn lên như thế này. Thì mình sẽ khò trên này cho nó chảy nóng chảy ra. Rồi mình sẽ lấy con LED ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái máy quay lại. Khi mà mình khò mình lấy cái con LED ra đó thì mình khò nó nóng tới đâu á, mình cứ việc khò đi. Khi mà nó nóng lên nó lại, mình có thể dặn cái mức gió lên số 1 hoặc số 2, mình sẽ để số 2 đây cho nó nóng từ từ. Đừng cho nó chết mấy con LED. Chứ quý vị mà để nóng quá mà là dễ chết LED lắm nha. Mình không có khuyến cáo à. Đó. Để lên đây đi rồi mình kiểm tra LED sống chết nữa mình mới ấy được. Khi mà nóng lên rồi đó thì chúng ta rất là dễ lấy mấy các con LED ra, rất là dễ gấp ra đây. Ok, nhanh tay liền để coi nó nóng mấy con LED là nó có nguy cơ nó hỏng. Chúng ta đó là đưa cái mỏ khò đến vị trí nào thì chúng ta tiến hành lấy con LED đó ra. Cái bảng LED này thì mình không có xài nữa nên mình lấy LED ra để mà mình tận dụng nó, mình sửa cho các con đèn khác. Mình coi con LED nào mà nó còn tốt mình hãy lấy, còn con LED nào mà nó cùi chuối quá thì mình cũng không nên lấy làm gì. Thay vô nó hư nữa nó cũng mất công thêm chứ không có được cái lợi ích gì đâu. Cho nên mình theo cảm nhận của mình thì con nào mà nó tốt thì mình lấy, còn con nào không tốt thì mình thôi mình đó. Như con đó nó mới có đụng vô là nó đã đi bụi rồi. Rồi sau khi mà ví dụ như mình đã lấy như vậy mà đã đủ rồi ha, lấy nhiều đó thôi, không cần lấy nhiều nữa đâu. Rồi lấy xong thì mình cho ngày đi về với quê hương giấu nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra mấy con LED này, coi con nào còn sống thì mình cho nó vô cái hộp vàng này, còn con nào mà nó không sống thì mình cho nó đi về tà nắc đó. Bằng cách là mình sẽ đó là lấy hai cái cây que thằng thánh này nè để mình đo coi nó lấy xong. LED là LED 5V ha, thì mình là sẽ chỉnh nó là khoảng đó là 4.7 5V gì đi, 4.6 4.7 cái đồng hồ AutoVolt của mình nè, mình đã có chế ấy, mình sẽ rồi vậy đây, chỉnh nó quay thế là đủ rồi. Rồi mình nói lại, đó là mình sẽ kiểm tra con LED này bằng cái cặp que đo thằng thánh của mình và sử dụng cái đồng hồ AutoVolt nè. Chúng ta dặn lên dặn xuống volt nó thay đổi nè, LED là LED 5V cho nên mình sẽ dặn nó 4.9 ấy. Rồi mình sẽ tiến hành đo các con LED. Đấy, mình chập hai đầu đó coi nó sống hay nó chết. À sáng nè. Đó, chớp chớp sáng là ok, con này sẽ cho nó vô hộp vàng. Chỉnh volt chút chút đi, đừng có cháy ăn mắt. 4 volt 6 là nó cũng cháy rồi. Không sáng nè. Đấy, sáng nè. Nó chỉ cần sáng vậy thôi. Lấy nha. Rồi, không sáng nè. 4.7 rồi. Không sáng, dứt liền đó, đảo đầu que ra đi, hình như là nó nằm ở cái chiều gì rồi. Không sáng, không sáng luôn kỹ ta nè, sáng nè. Em này sáng nè, em này không sáng nè, bỏ luôn.
con này sáng để lại. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ xác định được các con led sống của chúng ta. Đây sáng, đây sáng, sống nè, rồi không sống, không sống thì cho nó qua một bên. Rồi, như vậy là sau quá trình đo thì mình đã được bao nhiêu đây con led sống. Thì mình sẽ lấy lại để mà sau này để mà thay cho các con led khác ha. À, tương tự như vậy thì mình có thể đó là tháo các bản mạch khác để mà lấy rất nhiều con led ha quý vị và các bạn. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta đó là lấy các con led ha. Thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các lần đó là làm clip tiếp theo của mình ha. Bye bye.